mọi người đang nghe chuyện tại kênh youtube top chuyện hot. Nhắc lại tập trước, Claudine đã hẹn cai đến quán cà phê và nói cho anh biết chuyện Lila từ chối tái hợp với anh vì cô đã trở thành tình nhân của công tước. Cai đã bị sốc và không tin vào chuyện này. Anh muốn gặp Lila ngay bây giờ. Về phía công tước và Lila đã có một buổi chiều đi dạo cho chuyện yên ả ở công viên. Matt rất mãn nguyện với biểu hiện của cô hôm nay cho đến khi cô nói muốn anh giữ bí mật mối quan hệ của họ với chú Bill nó nhắc nhở anh cô chỉ ở bên anh vì chú của mình thôi lila đã quyết định nhanh chóng kết thúc mối quan hệ này và cô sẽ không để mình mắc nợ công tước thêm điều gì nữa cô không muốn chú bill biết cô phải ngủ với công tước vì tự do của ông tôi có thực sự có cô ấy cho riêng mình không đúng như kế hoạch của anh tất cả những gì anh cần làm bây giờ chỉ là làm những gì anh muốn và không còn gì nữa với một tiếng thở dài mệt mỏi anh gật đầu ngắn gọn với lila đồng ý lời khẩn cầu giữ bí mật với bill của cô suy cho cùng thì bây giờ chỉ là vấn đề thời gian nhưng lila không cần phải biết anh có ý định cho mọi người xung quanh biết cô là của anh khi nào thì điều đó xảy ra anh thực sự không thể biết được tất cả những gì anh biết là anh không muốn để cô đi anh không thể hiểu được nỗi ám ảnh của mình với cô tại sao với tất cả phụ nữ trên thế giới anh lại chọn một người phụ nữ mà về cơ bản chẳng là gì đối với anh, Lila hoàn toàn không biết gì về sự bối rối của anh. Thở dài hoàn toàn nhẹ nhõm khi anh hứa với cô, "Đi nào." Anh nói với cô và đưa tay ra cho cô nắm lấy. Cảm thấy có những ánh mắt đang dõi theo mình, Lila miễn cưỡng nhận lấy. Ngay khi cô đứng dậy, Matthias đã nắm chặt tay cô, khiến cô nhăn mặt trước sự nắm chặt của anh khi anh nửa kéo cô ra phía sau cô cắn môi cúi đầu xuống đất khi vội vã đi theo anh để theo kịp tốc độ của anh, cai quay trở lại Avis ngay sau khi thoát khỏi cú sốc. Đôi mắt Matt Thayer nheo lại khi anh nhìn thấy cai ngoài cửa sổ xe. Anh ta có một vẻ mặt kiên quyết khi nhìn thẳng về phía trước. Tại sao anh ta lại đến thăm Avis ngoài chuyến thăm dinh thự với cha anh ta? Anh ta đang hướng tới Lila. Matt Thayer hít một hơi thật sâu trước khi nhìn sang khoảng trống vừa mới bỏ trống bên cạnh mình anh bằng lòng đưa cô đến thẳng trước nhà của cô, nhưng Lila nhất quyết yêu cầu anh thả cô ở đâu đó trong khu vực trung tâm thành phố Casba. Cô giải thích rằng cô vừa nhớ ra mình có việc phải làm ở đó, nên anh rất miễn cưỡng để cô rời đi. Nhưng anh biết cô chỉ kiếm cớ để tránh xa anh, lần đầu tiên anh chú ý đến cai, Lila, mỗi khi ở bên cai. Luôn nở nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc trên môi, và đột nhiên, miệng anh khô khốc khi nhớ lại điều đó khiến anh phải nuốt xuống cảm giác bất an, nhưng Matt Tire tự nhắc nhở mình rằng anh không cần phải lo lắng về Kai nữa. Lila bây giờ là của anh, theo cách mà Kai không bao giờ có được cô. Anh ấy biết những điều về Lila mà Kai chưa bao giờ biết. Cô sẽ không dám bỏ anh để theo tình cũ, tiếp tục dòng suy nghĩ này sẽ chỉ mang lại nhiều khó chịu hơn cho bản thân anh. Chào mừng trở lại, công tước he hát, Claudine kêu lên khi cô bước ra ngoài chào đón anh về nhà. Matt nhìn cô chầm chầm một lúc bối rối không hiểu tại sao cô lại ở đây khi lẽ ra cô phải quay lại điền trang Brand. Giống như những vị khách khác của họ đã về nhà. Tôi không biết cô đang đợi tôi ở đây. Anh chào lại, hôn lên má cô ngay khi cô đến gần và lùi ra. Ồ, vâng, tôi quyết định đợi bạn trở lại đây. Claudine trả lời lại bằng nụ cười của chính mình, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho bạn. Anh không nhớ em khi anh đi vắng sao, cô hỏi với giọng ngây thơ, mắt liếc về phía sau nhìn vào hàng ghế sau trống rỗng. Sau đó cô quay lại nhìn anh với ánh mắt đầy thúc giục, Matt Thayer chỉ nở nụ cười với cô. Như thể anh hài lòng với lý luận của cô. Tất nhiên, anh trả lời, đã vài ngày kể từ khi sự việc xảy ra nhưng Lila vẫn chưa đưa ra được kết luận nào. Hôm đó tên đường về nhà, cô gặp Kai trên đường đến Avis, đúng lúc Kai chuẩn bị rời đi. Lila anh gọi cô bằng giọng thở hồn hển. cô muốn đến gặp anh và hỏi xem anh thế nào, nhưng nhìn đôi giày mà công tước vừa mua cho cô. Nó nhắc nhở cô tại sao cô cần phải tránh xa cai, anh lặp lại tên cô thêm vài lần nữa, gần giống như anh đang nhìn thấy cô. Nhưng đồng thời, cũng giống như anh không thực sự nhìn thấy cô, và rồi anh rời đi, không nói chuyện với cô hay nhìn lại cô một lần nào. Cai từng là mối tình đầu tan vỡ của Lila, nhưng trước đó anh giống như một người anh trai và người bạn thân nhất của cô. Nhưng đã qua rồi cái thời họ có thể thoải mái tâm sự với nhau, những cuộc trò chuyện không thành lời mà họ trao đổi trong phòng chỉ bằng một cái nhìn trao đổi đơn giản. Lúc này Lila đã hoàn toàn mất khả năng hiểu cai. "Layla." một giọng nói mới vang lên, đánh thức cô khỏi ký ức. "Đó là người đưa thư." Cô lập tức mở cửa, chạy ra ngoài vui mừng nhận được bức điện của chú mình chuyển đến. Chú Bill sẽ quay lại Avis sau hai ngày nữa. Bữa trưa tại biệt thự Avis luôn diễn ra yên tĩnh và nó không thay đổi ngay cả khi Claudine ở đó. Tạm thời sống dưới mái nhà của họ. Tiếng giao nĩa kêu leng keng và tiếng cạo vang lên cùng với tiếng trò chuyện nhẹ nhàng giữa ba quý cô trong dinh thự Avis. Tôi thích bất cứ khi nào Claudine ở trong biệt thự với chúng tôi ở đây, Elise khen ngợi cô gái trẻ. Cười tàu tuét với cô con dâu sắp cưới. Có cô ấy ở bên cạnh thật yên tâm, Norma cũng đồng ý con rất vui vì cả hai người đều nghĩ như vậy các nữ công tước của con claudine cười rạng rỡ với họ một cách duyên dáng có lúc con lo lắng mình sẽ trở thành gánh nặng khi ở avis quá lâu vớ vẩn claudine norma đảm bảo với cô rồi liếc nhìn đứa cháu trai đang im lặng khi ăn ta chắc chắn rằng nếu đám cưới không bị hoãn lại vì những tình huống bất khả kháng thì con đã là một phần của gia đình rồi cháu cũng đồng ý như vậy phải không Thayer? khi nghe thấy tên mình Matthias cuối cùng cũng ngước lên khỏi đĩa của mình và liếc nhìn Claudine trước khi nở nụ cười thường ngày. Chỉ có điều Matthias không trả lời no ngay. Thay vào đó, anh lấy ly nước và uống một ngụm dài đầy điềm tĩnh khiến Claudine càng lo lắng hơn về những thay đổi của anh. Và cuộc trò chuyện chuyển sang những vấn đề khác trong sự im lặng của Matthias, Claudine tự hỏi cái đang làm gì với thông tin cô đưa cho anh chẳng phải anh ta nên đối chất với họ về điều đó sao, bàn tay giấu dưới gầm bàn của Claudine nắm chặt vào những chiếc khăn ăn trên bàn. Vò nát chúng trong bàn tay siết chặt vì lo lắng, và rồi chủ đề nhanh chóng chuyển sang những tin đồn gần đây ở Avis. Chuyện về Lila, Kai và Lila, ôi lẽ ra họ có thể là một cặp đôi đáng yêu biết bao. Norma thở dài tiếc nuối. Nếu bà Edmund không làm những gì bà đã làm thì bây giờ họ đã kết hôn rồi. Tôi nhớ đã nhìn thấy họ khi còn nhỏ. Hồi đó họ cũng rất quý nhau. Đã cùng nhau bơi lội. Norma tiếp tục khen ngợi họ. Elise ậm ừ tỏ vẻ đồng tình. Điều này có nghĩa là anh ấy sẵn sàng đi ngược lại mong muốn của mẹ mình và bỏ trốn cùng Lila. Chạy trốn khỏi Avis à? Thời gian sẽ trả lời liệu anh ấy có thực sự mạo hiểm mối quan hệ với mẹ mình vì mối tình đầu hay không? Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là tin đồn, chúng tôi không biết chuyện gì thực sự đang xảy ra giữa họ. Claudine kín đáo liếc nhìn Matt Thayer vì tò mò nhưng anh vẫn bình tĩnh ăn phần ăn của mình như thể không quan tâm đến những gì đang được nói đến. Nhưng hôn nhân và tình cảm là một chuyện khác, Norma tiếp tục nói. Việc lấy một đứa trẻ mồ côi làm con dâu ngay từ đầu đã không có chỗ đứng trong gia đình Edmund. Norma không có ý ác ý gì cả. Đó chỉ là một thực tế trong xã hội của họ, Claudine gật đầu đồng tình với nữ công tước. Cô tình cờ liếc nhìn Matt Thayer để tìm hiểu phản ứng của anh trước những gì bà anh vừa nói. Nhưng Matt Thayer rất giỏi giả vờ. Anh chỉ nhìn bà mình với một nụ cười dễ chịu trên khuôn mặt. Việc anh có thể giả vờ thờ ơ như vậy khiến Claudine vô cùng lo lắng. Chiều hôm qua Claudine đã ở cùng hai nữ công tước và tất cả họ đều phát hiện ra Lila đang đi bộ một cách kỳ lạ trong rừng như thể cô ấy đang cố trốn tránh tầm nhìn của bất kỳ ai. Trong tâm trí Matt Thayer, anh thấy không cần thiết phải xen vào cuộc trò chuyện của họ. Những gì bà anh đã nói là sự thật mà anh sẽ không tranh cãi. Và bà cũng đúng khi đánh giá về Lila, đó là lý do tại sao anh muốn cô làm tình nhân của mình. Bởi vì làm như vậy, anh sẽ có được cô và không hoàn toàn hủy hoại những triển vọng về tương lai của anh. Anh chỉ đang làm những gì anh ấy phải làm, nói chung, bữa trưa giữa họ là một chuyện không mấy suôn sẻ kết thúc bằng việc claudine tiếp tục dành thời gian uống trà trong khi Thayer chọn ra ngoài đi dạo một mình trong rừng Thayer bước đi trên con đường rừng quen thuộc với một cảm giác bồn chồn không thể giải thích được sâu trong lồng ngực gần như thể chúng đang lần át những suy nghĩ lý trí của anh lấp đầy đầu anh với ý tưởng hủy bỏ hôn ước với claudine và thay vào đó hãy đặt lila vào vị trí đó ngay phía trước nhìn thấy căn nhà gỗ không thể nhầm lẫn nơi ở của người đó khiến tâm trí anh không ngừng lo lắng mùa xuân thực sự đang đến khi lila quay lại avis bầu trời đã phủ đầy màu đỏ và cam khi mặt trời lặn ở phía tây cô đạp xe nhanh nhất có thể không muốn về nhà trước khi trời tối có một tờ giấy màu nâu nằm trên giỏ xe đạp của cô kêu xào sạc trong gió khi cô tăng tốc cô đã ra ngoài mua một số nguyên liệu làm món ăn ưa thích của chú bill làm bữa tiệc chào mừng chú trở về có lẽ đến lúc đó cô cũng sẽ có đủ can đảm để thuyết phục chú của mình rời xa avis cùng cô để bắt đầu lại cuộc sống của họ khỏi công tước cô sẽ dạy những học sinh mới ở một ngôi trường mới và quên đi avis tiếp tục cuộc sống với chú bill và sống hạnh phúc mãi mãi càng mơ về những gì có thể xảy ra cảm giác trong cô càng nhẹ nhàng hơn cô đỗ xe đạp trước nhà ôm theo túi mua hàng khi mở cửa bước vào trong lúc phấn khích cô hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của người bạn đồng hành hiện tại chào mừng trở lại lila một giọng nói lạnh lùng từ phía sau chào đón cô, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô khi nghe thấy giọng nói không thể nhầm lẫn đó. Ở đó, ngồi trên chiếc ghế của người chú thân yêu nhất của cô, không ai khác chính là Matt Thayer. Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt mãnh liệt khiến Lila cảm thấy anh sắp làm điều gì đó với cô. Cô muốn tin rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng không phải vậy. Anh ấy thực sự đang ở nhà riêng của cô, sao anh lại ở đây? Cô lắp bắp trước sự hiện diện đột ngột của anh. Mathier chỉ nhún vai khi nhìn xung quanh. Đây là tài sản của tôi, tại sao tôi không thể ở đây? Anh hỏi cô với một chút thách thức. Nó có thể là tài sản của anh, nhưng anh đã cho chúng tôi nơi này như nhà của chúng tôi. Rời khỏi, cô yêu cầu với anh. Mathier nhìn chằm chằm vào cô khi anh từ từ đứng dậy trên ghế của mình và tiến về phía cô với nụ cười tự mãn giống như kẻ săn mồi đối với con mồi anh nhìn lướt qua cơ thể cô một lần trước khi nụ cười tự mãn biến mất trên khuôn mặt anh khi nhìn thấy đôi giày của cô một lần nữa cô lại đi đôi giày ố màu kinh khủng đó thì rõ ràng là anh đã bắt cô vứt chúng đi ngay cả chiếc áo khoác của cô cũng không phải là chiếc anh mua cho cô mặc có điều gì đó khuấy động sâu trong lòng Matt Thayer khi nghĩ đến việc cô coi thường những gì anh vừa đưa cho cô và anh không thích điều đó, Lila nghĩ rằng cuối cùng anh cũng sắp rời đi và nắm lấy tay nắm cửa để giữ cho anh khi anh rời đi. Nhưng ngay khi cô định mở cửa, Matt nhanh chóng xoay cô lại đối mặt với anh, rồi đóng sầm cửa lại sau lưng. Ép cô vào cửa, hơi thở của Lila trở nên gấp gáp khi cô sợ hãi ngước lên nhìn anh. Và rồi Matt cúi đầu xuống, ôm lấy môi Lila vào một nụ hôn cháy bỏng. Làm ơn đi đi, cô kêu lên, sợ hãi nhìn quanh cố tìm lối thoát anh đã ấp ủ ý định để cô ra đi như thể cô chẳng là gì đối với anh nhưng dường như anh mới là người chẳng là gì với cô nhưng anh cũng không thể không muốn cô cô sở hữu thứ gì đó ở cô khiến anh phát điên vượt xa những gì tâm trí anh có thể hiểu được và nó đã như vậy từ rất lâu rồi chuyện gì xảy ra với anh vậy lila không thể không hỏi anh khi nước mắt trực trào ra anh không có quyền làm điều này với tôi cô nhanh chóng lao ra từ phía dưới anh nhưng vừa kịp trốn thoát, anh đã đẩy cô vào bàn bếp khiến chiếc túi mua hàng rơi xuống. Tiếng lọ thủy tinh vỡ vang lên trong bếp phải không? Matthias hỏi cô, giọng điệu có chút hoài nghi. Em nghĩ anh không đúng à? đúng. Lila đáp lại anh, anh không có quyền đến đây và làm những việc này với tôi, lẽ ra cô không nên mong đợi điều gì khác biệt ở anh. Mọi chuyện sẽ luôn như vậy với Matthias. Tôi đã sẵn sàng phục vụ bất cứ điều gì anh muốn tôi làm vậy tại sao anh lại nhất quyết khiến cuộc sống của tôi khốn khổ như vậy không phải anh đã hứa với tôi là không bao giờ đến đây sao đến nhà của tôi với chú tôi cô cố gắng đẩy anh ra lần nữa nhưng thể chất cô yếu ớt anh tóm lấy eo cô giữ cô thật chặt về phía anh khi cô tiếp tục vùng vẫy đảm bảo rằng cô không còn chỗ để trốn thoát khỏi anh cô đã nhìn thấy công tước và claudine bên chuồng ngựa trên đường về vào ngày hôm qua Quả là một cặp đôi điển hình, phu nhân Bran cùng công thức bước đi, khoác tay anh, dọc theo con đường nằm giữa chuồng ngựa và khu rừng. Thật kỳ lạ khi nhìn thấy cô ấy ở đó, bởi vì cô ấy không phải là kiểu phụ nữ tình cờ đi dạo bên ngoài dinh thự Hay lối đi dạo gần đó trong khu đất. Lila vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến việc Laudin để ý đến cô. Cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực cô lại quay trở lại. Điều đó xảy ra mỗi khi cô nhìn thấy hai người đó ở cùng nhau. Điều đó khiến cô đổ lỗi cho Claudine và sợ Matt Thayer. Tuy nhiên, nó gần giống như sự pha trộn giữa nhẹ nhõm. Xấu hổ và kỳ lạ thay, đó là nỗi buồn. Tại sao bây giờ anh lại làm điều này? Lila kêu lên. Cô muốn anh đưa ra câu trả lời cho cô và cho cô biết lý do. Tại sao trong số tất cả các cô gái, anh lại chọn cô làm tình nhân, tại sao anh cứ quay lại chỉ để biến cuộc sống của cô thành địa ngục? Em nói quá nhiều Lila. Thayer cuối cùng cũng nói bằng một giọng bình tĩnh khi anh nhìn chằm chằm vào hình dáng đang run rẩy của cô lila cứng người vì sốc trước sự lạnh lùng trong giọng nói của anh nhưng cô không chịu lùi bước khi ngọn lửa phẫn uất bùng lên trong lồng ngực cô anh biết không anh luôn làm những gì anh muốn và sau đó rời đi ngay khi anh vui vẻ xong mà không quan tâm đến ai khác ngoài chính anh khi cô phun ra tất cả những gì mình đang kìm nén cô vẫn dán mắt vào anh nhìn chằm chằm vào Thayer, dù sao thì anh cũng đã quá quen với việc làm những gì mình muốn nên cứ tiếp tục đi cô thách thức anh và ngừng phản kháng dừng trò vớ vẩn này đi lila Thayer mắng tại sao có phải tôi đã quá nhàm chán với anh rồi không cố lên không phải anh đã nói tôi rất thú vị với anh sao vậy nên hãy ném tôi đi ngay bây giờ và tôi sẽ cảm ơn anh vì điều đó hơi thở của Thayer trở nên gấp gáp theo từng lời cô thốt ra